Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì lần này mình sẽ Ok, xin chào các bạn. Có thích các bạn hay các thím hơn nhỉ? À, các bạn thích xin mặt các bạn hay các thím thì comment xuống bên dưới video này nhé. Mình sẽ rút kinh nghiệm này cho những lần sau. Nên kêu các bạn hay là các thím. Mình thấy các thím đẹp hơn, nghe nó vui tai hơn. Ừ. À. Lúc đấy cái não nó đang lâng lâng, đang nghĩ về cái mẹ gì ấy. Ok, thay mặt các bạn các kiếm thì lần này mình sẽ trả thù. Đáng biết trả thù được không nữa. Bây giờ báo thù. Đấy. T90, T90 cũng được. Đéo bắn chúng cái nào vậy. Thực sự là méo bắn chúng được phát nào luôn. Kiểu như ảo thuật. Phi dao mà trên trái táo ấy, trái táo đặt trên trên đầu người nha, thế mới giống trò ảo thuật đấy. Vi diệu, cái gọi vi diệu. Thôi giờ không cần nói nhiều nữa đi, cứ xong lên mà bắn đi. Nhưng mà sao vi diệu chạy đâu hết rồi? Lúc đã. Cái trang các thanh niên là ở trên nhà mình rồi. Ờ, thanh niên này nữa không? T90, T90 trả thù. Đồ má. Ờ, đây. Ồ, vãi thật. Phát cai quá nhanh và quá nguy hiểm. Thì mình đang có một ý định là làm một cái event cực kỳ lớn nha. Nếu mà các bạn đông đảo các bạn tham gia, hãy comment xuống bên dưới. Nếu các bạn muốn tham gia thì đây là một cơ hội cho các bạn để sở hữu cái này đôi bên. Cái này các bạn có lợi cho mình, đéo là cái lợi gì đâu. Cái lợi là tổ chức ra cái event để cho Sôn trên channel vậy, cho đông đảo người biết đến channel vậy. Thì cái event với cái event này các bạn chiến bỏ ra khoảng 1 phút thôi thì các bạn đã có ngay 1.500 đồng trong tài khoản không? Từ cái đó các bạn 1.500 đồng nó được tặng cho cả hai đứa là bạn và mình. Thì bên cái 1.500 đồng các bạn tặng cho mình ấy, các bạn miễn phí, các bạn cái đó là miễn phí. Thì cứ đánh giá cái này trước đi, cái event nó nói sau. Mẹ cứ thích nói nhiều là không bao giờ lên nổi. Có một to quá. Bắn nào anh em. Grenade. Chạy đâu hết rồi, chạy đâu. Đấy. Rìa mất rồi. Không, nếu mà phát tên đó tính ra là mình mới rìa đó. lên không nhảy kiểu gì cho ra chỗ này được nhỉ. Ủa, hoa nguyên rồi, hai thanh niên đã nói rồi. Ngon. Úi dồi, 5 kill. Cái lợi dụng cơ hội một tí thì nó đang ăn được. Thay lên cây lục cho an toàn. Méo biết là có được cơ hội sử dụng cây lục lần nữa không nữa. Rồi, thằng ấy đang lên. Nó sọt. Ủa hết rồi. Đông nữa. Thủ đi. Nó lên đấy mà không biết.
Vãi. Còn vừa nặn được cục mụn to quá. Vãi thật. Vừa chơi game vừa nặn mụn. Tranh thủ đi. Thì bây giờ cũng khá là muộn và mình quay clip thì có thể ngày mai đang. Các bạn biết tại sao mình quay clip muộn thì nhiều clip mình đã nói rồi. Chỗ mình nó ồn ào lắm, ngay giữa chợ mà. Ban ngày thì ban ngày xe bon bon mà. Ba mấy bà bán cá, bán lợn ở gì ạ? Không. Bán rau hay bán bóp. Rau hay nhỏ. Cái cậu trẻ thì tên xuống. Ai thì pha ấy à, ấy à. Từ từ tận thận cẩn thận có thanh niên phía sau. Để biết ngay mà chết rồi. Cái hoa đó, ấy chà, cùng một nó bắt đầu chảy máu rồi các bạn. Không phải. Khói. Con này dưới thanh dưới hồng cũng một thanh niên, con này biết chết chưa? Mấy cái cây này thì các bạn tăng cũng được. Úi dồi hết sọt. Các bạn tăng cũng được, các bạn thủ cũng ok, nói chung là hoàn hảo. Chỉ ngắm mấy thằng bắn lén thôi. Ai chả có bắn. Úi dồi. AA-12. Ôi dồi. Một mũi tên trúng hai đích. Vicky 8989 98989. Vâng. Chắc chắn là hai. Giống như mình và các bạn phía sau chắc chắn là đuối máu rồi. Hơi bị đuối một tí. Rồi. Nó thằng kia thấm nửa cây máu ít nhất là. Ôi dồi chặn đầu cho được. Vâng, không biết thanh niên ở đâu rồi. Là cái này Lee Sin. Đau quá. Cùng nhận ngạc ngà quá là nhiều máu. Mất máu rồi. Chắc phải đi cứu cứu. Thực ra thì bây giờ buồn ngủ hơn là mất máu. Anh em cứ xông lên đi. Mình tiếp hết. Các bạn biết tại sao mà mình thích lâu lâu phải bỏ mấy bản nhạc vào video không? Tại vì nói nhiều mỏi mồm á. Vừa mỏi mồm mà những cái lúc mà không có nói thì lại chán. Mà nói ngu càng chán hơn. Nên mình bỏ những cái bản nhạc vào video này nè. Cho nên bớt ngu. Vâng, mình là thằng ghi bàn cuối cùng. Rồi. Ganh tem các bạn ạ. Bắn ngu ngu chơi chơi như thế mà cũng ganh tem 21 kill. Bằng thật không thể tin được. Đấy là những cái clip hành gà thôi. Các bạn đi ranh với các bạn đây, tìm được những cái đối thủ xứng tầm với lại mình. Đây này chính là cái AUG. Các bạn, mình sẽ cho các bạn xem cái nội lực của nó này. Sát hại là 29. Gốc của nó là 25. Cây này là một loại súng trường do công ty Steeler sản xuất và rất là phổ biến trên thị trường. Tức là ở người nước ngoài người ta mua cái này xài thoải mái, nhưng ở Việt Nam thì bị cấm. Mà cây này mắc lên đam PNE méo có miếng nào, làm dâm bia không luôn. Nạc cùng một nặng, xả trình 100, độ ổn định 85 cộng. Xả tốc là 95 các bạn ạ. Tinh độ 59 cộng 5 là nhiêu nhỉ? 61, 62, 64. Đúng rồi. 59 cộng 5 là 64. Cơ động là 39. Lượng đạn là mắc lên là 32/64. Cũng gọi là bình thường thôi. Ở trong đột kích nghe, mình lâu lắm rồi méo nghe chơi đột kích. Thì nghe đồn là đột kích nó có cái vip vip gì ấy. Chỉ cần bỏ cái đó vào là có thể nâng đạn lên được. Mà mình chắc chắn là trong tập kích này chắc chắn là không có rồi. Mình nghĩ là tập kích China sẽ có. Và các bạn có thể thấy kho đồ này, nói chung kỵ sĩ thì không có, mặc dù đây là VIP 13. Một lối nhọ mà có thể thấm vào da vào thịt. VIP 13.
không có một cây kỵ sĩ nộp tiền để được A12 Gold Better, mà Better bắn như như gì ta, Better là nhẹ vậy. Còn lại nói chung là đa số súng ấy tôi không có một cây nào gọi là kỵ sĩ hết, không có được mùi kỵ sĩ nhưng mà rất là VIP đấy. Rồi chắc chắn có cơ hội mình sẽ sử dụng cây này nhiều, đặt này nhiều hơn. Các bạn cần làm video về cây cây gì nếu mà có trong cây những cây này mình sẽ mượn và tiếp tục làm cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã nghe mình nói nhảm nãy giờ và mình cũng rất là mỏi mồm rồi, chắc chắn là ngắt video này mình phải đi uống nước đã. Ok, xin chào.